Để chủ động ứng phó xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay, huyện Cái Bè đang triển khai xây dựng cống đập ở rạch Bà Lát tại ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp. Cống được xây dựng bằng bê tông cốt thép theo hình thức mở tự động, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào đầu tháng 1 năm 2024. Cống này sẽ có chức năng ngăn mặn, trữ ngọt, chống triều cường, phục vụ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với diện tích vườn cam trái và cây màu của hàng ngàn hộ dân ở ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp và ấp An Thiện, xã An Cư. Song song đó, các địa phương trên địa bàn huyện Cái Bè đã và đang tập trung rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn để chủ động ứng phó. Mặt khác, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, tăng khả năng trữ nước ngọt sử dụng trong mùa khô, gia cố đắp mới các đập ngăn mặn theo thời vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp như hiện nay.